Blue bên Hàn. Ba cầu này cũng rất hay. Rồi, và trận 46. Vòng bán kết mà vẫn có sự chênh lệch như này thì đủ biết đôi đỏ bên kia đẳng cấp như nào. Hôm qua xem đôi đấy đánh thắng rất thuyết phục luôn. Vẫn thủ lên hay quá. Quay mình quay mà. Chịu lắm. 15-17.
nếu cái vợt nào mà căng mà ít đánh thì nó đánh cũng khó quen hết đấy. Điểm 67. Điều trẻ 78. Xếp 3 điểm 8 đều. Xếp 3 điểm 11-9 cho Indo. Mình kiểu đánh cảm giác khó chịu là mình đánh em bên này. Hai mươi 16. Anh Hàn Quốc hơi đen vì rất hai cây vợt anh em. Cây vợt đầu có vẻ đánh rất vào tay.